fan võ thuật Việt Nam không chỉ hâm mộ tài năng của Nguyễn Trần Duy Nhất, mà còn đặc biệt chú ý đến kiểu tóc rất chất, mang vẻ đẹp nam tính, mạnh mẽ và khỏe khoắn của độc cô của bạn làm Nguy. Trên mạng xã hội, các fan vẫn hỏi kiểu tóc của Nguyễn Trần Duy Nhất tên là gì? Chắc là lấy tên là tóc White Crew. Trong Muay Thái, Mong Khon là chiếc vòng có đuôi đội trên đầu để thực hiện nghi thức White Crew, tức xe đài trước mỗi trận đấu. Video Mong Khon mới được thực hiện nghi thức White Crew, nên tại Việt Nam, chiếc vòng để thể hiện thứ bậc của 14 đẳng cấp Muay ấy đôi khi vẫn được gọi là dây xe đài hay dây White Crew. Vậy nên, Nguyễn Trần Duy Nhất mới tạm gọi kiểu tóc của mình là White Crew. Rất nhiều fan của Nguyễn Trần Duy Nhất đã cắt kiểu tóc White Crew này. Trước khi bị bắt, giang hồ mạng khá bành cũng làm điều đứng giấy trở với kiểu tóc độc đáo. Thậm chí, người ta còn nghi ngờ Thịnh Ngựa trong phim Mê Cung. Rồi ca sĩ Nu Phước Thịnh trên ghế nóng The Voice cũng copy mái tóc của khá bành. Nhưng khá bảnh lấy cảm hứng cho mái tóc bờm ngựa của mình từ đâu? Dân mạng lại cho rằng nó xuất phát từ chính kiểu tóc White Crew của Nguyễn Trần Duy Nhất. Vậy Duy Nhất nói gì? Dạ thì thấy cái anh khá bảnh này cũng hớt, hai bên cũng sát á, cho nên là thấy nó cũng giống. Dạ thì nói chung là cái đó là cái mode của cái Undercut mới ra sau này á, thì mình cải biến hơn là mình hất sát hai bên, nhưng mà cái bản của Nhất thì Nhất vẫn để cái đuôi ở sau dài, còn ở trên thì mình khi mà tóc dài thì mình uốn lên xíu để khi mình tập luyện nó không hỗ trợ. Ai cái khuôn mặt của Nhất nó cũng hơi dài dài nên mình để kiểu tóc đó nó hợp, mình để hoài. Nhưng vì sao Nguyễn Trần Duy Nhất lại trung thành với kiểu tóc Mong Khon hay White Crew? Không đơn giản là thẩm mỹ, nó còn liên quan tới yếu tố chuyên môn, sự khẳng định và niềm tin. Thì cái kiểu tóc này cũng đã gắn bó với Nhất cũng 5-6 năm rồi. Thì hồi đó thì mình khi mà tập luyện bộ môn Muay á, thì có một cái dây đeo cù, dây quay cù á, thì nó có một cái đuôi ở sau, cho nên mình tóc Nhất cũng để cái đuôi đó giống như là một cái sợi dây quay cù ở trên đầu. Lúc nào mình cũng làm một cái giống như là cái tâm niệm á, mình lúc nào cũng thuộc về một bộ môn võ. Thứ hai thì khi mà cái tóc Nhất thì mình hớt hai bên nó sát lên để nó cao, còn khi mình dài ra một xíu thì Nhất uốn lên để cho nó khỏi bị phủ xuống mắt. Khi mình tập luyện thì mồ hôi rồi nó không có bị tóc nó bị phủ vô mắt. Nguyễn Trần Duy Nhất đã trung thành với kiểu tóc độc đáo 5-6 năm nay. Nó giống như sợi dây trong nghi lễ White Crew. Để khẳng định khí chất và cá tính của một nhà vô địch,